tin Canada và thế giới. Nhanh chóng, trung thực, chính xác. Culture Channel, kênh tin tức uy tín hàng đầu của người Việt tại Canada. Xin kính chào và hoan nghênh quý vị và các bạn đến theo dõi bản tin Canada và thế giới trên kênh Culture Channel và trên các nền tảng của tạp chí Culture Magazine là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Hoàng Anh và Tuấn Liêm xin kính chào quý vị. Sau đây chúng tôi xin được lượt qua một số tin tức chính trong bản tin ngày hôm nay. Các chủ đầu tư, những người ủng hộ nhà ở chỉ trích việc tăng phí phát triển trong bối cảnh khủng hoảng nhà ở. Đám cháy báo động 4 ở thành phố Quebec buộc 20 người phải rời khỏi nhà. Cảnh sát Calgary cảnh báo về âm mưu lừa đảo bằng tin nhắn đe dọa. Hãng hàng không WestJet mang trở lại 17 đường bay để người Canada trốn cái lạnh trong mùa đông này Nhà ngoại giao Sanico bị cảnh sát Quebec bắt vì nợ chủ nhà cũ hơn 45.000 đô la. Xả súng tại công viên Trinity Bellwoods và phía tây Toronto, một người tử vong. Moscow tăng cường tấn công ác liệt ở vùng Donbass. Tổng thống Joe Biden ký luật củng cố ngành sản xuất chip cạnh tranh với Trung Quốc. Mỹ nói quan hệ với cơ quan lập pháp Việt Nam là yếu tố then chốt trong khi kinh tế Việt Nam dự báo tăng trưởng 7,5% trong năm 2022. Cùng một số tin tức đáng chú ý khác sẽ có trong phần tin chi tiết, mời quý vị theo dõi ngay sau đây. Mở đầu với phần tin Canada cùng với Tuấn Liêm và Hoàng Anh. Chính phủ Ford cho biết không có giải pháp dễ dàng cho các vấn đề kinh tế và chăm sóc sức khỏe. Trong bài phát biểu nhậm chết của thủ hiến Dodd Ford hôm thứ Ba, ông nói, có thể làm nhiều hơn nữa để giảm bớt áp lực hệ thống y tế Ontario, nhưng không có một giải pháp nào mới dành cho vấn đề mà đã dẫn tới tình trạng tạm thời đóng cửa của phòng cấp cứu trên toàn tỉnh. Thống đốc Ontario Elizabeth Dowswell đã đọc bài phát biểu của ông Ford và đánh dấu sự bắt đầu của một phiên lập pháp mới. Bài phát biểu cho biết, chính phủ của đảng bảo thủ cấp tiến đang làm việc với các bên quan trọng trong hệ thống y tế để xác định các ý tưởng và để giải quyết vấn đề ông Ford đã là thủ hiến kể từ năm 2018 và bài phát biểu đã giới thiệu lại những gì ông đã làm được trong lĩnh vực y tế, bao gồm việc bổ sung hàng ngàn dương bệnh và y tá, đầu tư vào chăm sóc tại nhà và cộng đồng, giới thiệu một khoản tài trợ để thu hút các chuyên gia y tế đến các vùng nông thôn và vùng sâu vùng xa và lập kế hoạch tạo ra 30.000 giường chăm sóc dài hạn mới. Thông đốc Dowswell nói, vẫn có thể làm được nhiều việc hơn, chính phủ đang tích cực hợp tác với các đối tác trong hệ thống y tế để xác định các giải pháp khẩn cấp để lên kế hoạch hành động. Và chính phủ sẽ thực hiện bất kỳ biện pháp cần thiết nào để giúp giảm bớt áp lực tức thời và đồng thời bảo đảm luôn luôn sẵn sàng mở cửa trong bất kỳ đợt dịch bệnh nào trong mùa đông. Các khoa cấp cứu trường khắp Ontario đã phải đóng cửa trong nhiều giờ hoặc là nhiều ngày. Một tình trạng mà các bên liên quan và những người ủng hộ cho rằng là do cuộc khủng hoảng nhân sự y tá. Các đảng đối lập và các nhóm điều dưỡng đã thúc giục ông Ford bãi bỏ luật hạn chế tiền lương vì họ cho rằng luật đó đang làm tổn hại đến nỗ lực tuyển dụng và giữ chân y tá, họ là những người đang rời bỏ lĩnh vực này sau hơn 2 năm chiến đấu với Covid-19. Các chủ đầu tư và những người ủng hộ nhà ở chỉ trích việc tăng chi phí xây dựng trong bối cảnh khủng hoảng nhà ở. Một đại diện của ngành công nghiệp phát triển và một người ủng hộ nhà ở đang cảnh báo rằng quyết định gần đây của hội đồng thành phố Toronto về việc tăng chi phí xây dựng nhà ở mới có thể thắt chặt hơn nữa nguồn cung của thành phố và dẫn tới tình trạng ít nhà ở với giá phải chăng hơn. Hội đồng đã bỏ phiếu vào tháng 7 để tăng 46% phí xây dựng đối với các tòa nhà dân cư mới, với mức tăng sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn trong hai năm tới. Các chủ đầu tư xây dựng một ngôi nhà độc lập hoặc là nhà liên kề sẽ phải trả thêm 43.062 đô la so với mức hiện tại là 93.978 đô la. Phí xây dựng một ngôi nhà condo 2 phòng ngủ trở lên sẽ tăng 35.592 đô la từ 77.679 đô la. Và phí cho các căn hộ tức là apartment có hai phòng ngủ trở lên sẽ tăng 25.206 đô la từ 55.012 đô la. Richard Lyell là chủ tịch hội đồng xây dựng khu dân cư Ontario cho biết mức tăng có thể khiến cho dự án nhà ở đang trong quá trình xây dựng trở nên không khả thi về mặt kinh tế và có thể khiến cho nhiều dự án bị hủy bỏ ông Lyell cho biết các nhà xây dựng đang phải đối mặt với chi phí xây dựng cao ngất trời vì tình trạng thiếu lao động có tay nghề cao ngoài ra thành phố cũng yêu cầu phải bao gồm các đơn vị có giá phải chăng trong các dự án mới gần các trạm phương tiện công cộng Điều này sẽ buộc các chủ đầu tư phải trợ cấp cho những căn hộ đó bằng cách tăng giá những căn hộ còn lại. Và ông Lyle cho biết, việc tăng phí sẽ làm tăng chi phí nhà ở vốn đặt cao cho người mua nhà và người thuê nhà. Bị lạm phát chèn ép, nhiều người Alberta lần đầu tiên tới ngân hàng thực phẩm. Theo Food Banks Alberta thì càng nhiều người trong tỉnh lần đầu tiên đến sử dụng ngân hàng thực phẩm. Nhóm công nghiệp cho biết, các ngân hàng thực phẩm thành viên của họ đã nhận thấy sự gia tăng đáng kể về số lượng người mới sử dụng dịch vụ của họ. Lori McCready, là giám đốc điều hành của Entry Food Bank, cho biết số người mới tới ngân hàng thực phẩm vào tháng 6 gần như gấp đôi con số của một năm trước. Tại Brooks Food Bank, tại Brooks Food Bank đã có 83 người dùng mới trong tháng 6 và tháng 7, gần gấp 3 lần so với cùng kỳ của năm 2021. Nhiều người tin rằng lạm phát và chi phí thuê nhà thực phẩm và khí đốt tăng cao là nguyên nhân chính. Trong khi đó, bản thân các ngân hàng thực phẩm cũng đang bị ảnh hưởng bởi chi phí hàng tạp hóa tăng cao. Chẳng hạn như chi phí của sữa đã tăng một lần trong năm nay và dự kiến sẽ tiếp tục tăng. Để cho thấy vấn đề trở nên phức tạp hơn, một số ngân hàng thực phẩm cũng nhận được ít khoản đóng góp hơn bình thường. Giám đốc điều hành của Foodbank Alpora cho biết, mặc dù điều này là khá bình thường trong những tháng mùa hè, Điều không bình thường là số khoản đóng góp đang giảm bớt trong lúc nhu cầu tăng lên. Đối với những người có đủ khả năng, họ được khuyến khích hỗ trợ cho ngân hàng lương thực địa phương. Mỗi đóng góp đều hữu ích, một túi đồ hộp hoặc là một tờ 20 đô la đều có thể tạo ra tác động ngay lập tức. Đám cháy báo động 4 ở thành phố Quebec buộc 20 người phải rời khỏi nhà. Một đám cháy báo động 4 ở khu vực saint của thành phố Quebec đã buộc 20 người phải rời khỏi nhà của họ vào sáng thứ Ba. Theo cơ quan cứu hỏa thành phố Quebec, ngọn lửa đã bùng phát lúc 4 giờ sáng tại một tòa nhà 3 tầng ở 330 Saint Road Street. Khoảng 65 lính cứu hỏa đã được cử đến để dập ngọn lửa và họ đã giải cứu một người dân mắc kẹt trên mái nhà bị cháy rụi. Ít nhất một người đã được đưa đến bệnh viện để điều trị vì ngạt khói. Hydro Quebec đã cô lập tòa nhà khỏi lưới điện, với một số người di tản đang được hội chữ thập đỏ chăm sóc. Cơ quan cứu hỏa đang tiến hành xác định nguyên nhân và các tình huống xung quanh vụ cháy. Tại Vancouver, dỡ bỏ liều khỏi trại vô gia cư bắt đầu với các khu vực có nguy cơ cao nhất. Thành phố Vancouver xác nhận các liều và các công trình kiến trúc khác đang được dỡ bỏ khỏi một đoạn đường East Hastings trên khu Downtown Eastside của Vancouver bắt đầu từ hôm thứ ba. Lệnh ban đầu được công bố vào tháng trước, nhưng đã bị trì hoãn để người sống ở đó có thời gian chuẩn bị. Thành phố cho biết các công trình sẽ bị dỡ bỏ giữa đại lộ Gore và phố Abbott Street. Việc dỡ bỏ các cấu trúc sẽ bắt đầu với những khu vực có nguy cơ cao nhất và dự kiến sẽ tiếp tục trong những tuần tới, một tuyên bố từ thành phố giải thích. Lệnh này được đưa ra từ cảnh sát trưởng của thành phố, người cho biết việc di chuyển này là cần thiết để tránh một đám cháy có khả năng tàn phá cả khu vực. Đã có hơn 1.000 vụ cháy với thiệt hại trong và xung quanh khu vực đó cho đến nay trong năm nay. Số lượng lớn lều và vật liệu dễ cháy trong khu vực đó không chỉ là mối nguy hiểm về hỏa hoạn mà còn cản trở việc tiếp cận của những nhân viên phản ứng đầu tiên. Đợt nắng nóng ở tỉnh BC khiến 16 người tử vong trên toàn tỉnh. Đợt nắng nóng hồi tháng trước đã khiến 16 người bị nghi ngờ là tử vong liên quan trên khắp tỉnh BC. Theo BC Coroner Service mới đây cho biết trong khoảng thời gian từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8, số người chết nhiều nhất có 5 người xảy ra vào ngày 29 tháng 7. Ngày có nhiều người chết thứ hai là ngày 30 tháng 7 với tổng số 3 người tử vong. Hầu hết các trường hợp tử vong, 6 người là ở những người từ 70 đến 78 tuổi, trong khi 3 người từ 60 đến 69. Một nửa số ca tử vong được ghi nhận xảy ra tại cơ quan y tế khu vực vùng Fraser trong khi 6 trường hợp tử vong thì xảy ra tại cơ quan y tế khu vực Interior. Vancouver Coastal và Island Health đều ghi nhận một trường hợp tử vong. BC Corona Service cho biết dữ liệu là sơ bộ. Phát hiện được đưa ra khi dịch vụ y tế khẩn cấp của tỉnh BC phản ứng với hơn 200 trường hợp liên quan đến nhiệt trong đợt nắng nóng. Vancouver đã ghi nhận 6 ngày liên tiếp nhiệt độ trên 27 độ C, một kỷ lục mọi thời đại trong những ngày đó theo nhà sử học và dự báo thời tiết Rob Campbell. Ngày 31 tháng 7 cũng là ngày ẩm nhất của Vancouver trong hơn 60 năm, với độ ẩm tức là humidity trung bình là 85%. Hơn 600 người đã chết trong vòng nhiệt vào năm ngoái. Điều này đã kích hoạt một cuộc đánh giá cấp tỉnh về tình trạng nhiệt độ cao và tỷ lệ tử vong. Biến đổi khí hậu đang thúc đẩy các đợt nắng nóng kéo dài hơn ở tỉnh BC và xung quanh tỉnh. Là một khu vực hiếm khi xảy ra các đợt nắng nóng kéo dài một tuần, theo các chuyên gia khí hậu. Cảnh sát Calgary cảnh báo về âm mưu lừa đảo bằng tin nhắn đe dọa. Cảnh sát Calgary cảnh báo về một kiểu lừa đảo mới trong một kế hoạch tiếp thị hàng loạt. Trong vụ lừa đảo, nạn nhân nhận được tin nhắn từ một máy quốc tế cho biết nạn nhân nợ hàng trăm hoặc là hàng ngàn đô la vì sử dụng các dịch vụ cá nhân. Nếu một khoản thanh toán không được gửi đi, kẻ lừa đảo sẽ gửi cho nạn nhân những bức ảnh bạo lực để cố gắng đe dọa nạn nhân gửi tiền. Cảnh sát cho biết các tin nhắn tiếp theo có thể bao gồm các mối đe dọa đối với người đó hoặc là cuộc sống của gia đình họ. Trong 6 tháng qua, cảnh sát Calgary đã nhận được 22 báo cáo từ người dân Calgary và ba nạn nhân đã mất tổng cộng 4.000 đô la. Cảnh sát cho hay, trong hầu hết các trường hợp được công chúng báo cáo, cái lừa đảo sử dụng tên là Edgar Ortega Vodes và số điện thoại là 562 579 -8694. Cảnh sát khuyên mọi người hãy báo cáo sự cố để họ có thể theo dõi xu hướng tội phạm và từ đó có thể đưa ra lời cảnh báo thích đáng. Bất kỳ ai bị tổn thất tài tránh do bị lừa đảo nên gọi đường dây không khẩn cấp của dịch vụ cảnh sát tại Calgary gọi tắt là CPS tại số 403 266 1234. WestJet mở lại 17 đường bay để người Canada trốn lạnh trong mùa đông này. WestJet sẽ mở lại 17 đường bay đã bị tạm ngưng trong đại dịch COVID-19 để giúp những du khách muốn thoát khỏi cái lạnh. Các tuyến đường từ Canada tới Caribe, Mexico và Trung Mỹ, bao gồm từ Calgary đến Nassau, Ottawa đến Montego Bay, từ Regina đến Cancun và từ Toronto tới Samana. Các đường bay đến Hoa Kỳ, bao gồm những đường bay hàng tuần từ Kelowna tới Phoenix, Saskatoon tới Las Vegas, Vancouver tới Orlando và San John đến Tampa Bay. Hãng cũng đã công bố một dịch vụ ở khu vực mới của tỉnh PC giữa Penticton và Vancouver. Sẽ có 6 chuyến bay một tuần từ ngày 17 tháng 2 năm sau, cũng như các chuyến bay nội địa giữa Edmonton tại Alberta và Nanaimo tại tỉnh PC. Thành phố cho biết sẽ có một cuộc điều tra độc lập về cuộc diễu hành Montreal Pride. Thành phố Montreal cho biết họ sẽ tổ chức một cuộc điều tra độc lập về việc hủy bỏ đoàn diễu hành Pride hàng năm của thành phố. Thị trưởng Montreal Valérie Plante đã có cuộc nói chuyện với các nhà tổ chức sự kiện hôm thứ hai và đã yêu cầu họ hợp tác trong cuộc điều tra. Ban lãnh đạo Montreal Pride đã đồng ý. Theo một tuyên bố của văn phòng thị trưởng, thì cuộc điều tra hy vọng sẽ thiết lập lại lòng tin của cộng đồng các đối tác tổ chức sự kiện và người dân nói chung sau khi có thông tin đột ngột rằng cuộc diễu hành sẽ không diễn ra. Sự kiện đã bị hủy bỏ vào sáng ngày Chủ nhật, chỉ vài giờ trước khi nó chuẩn bị bắt đầu. Thành phố, dù đã đầu tư hơn 600.000 đô la cho lễ hội này, đã không được thông báo trước về quyết định. Các nhà tổ chức ban đầu nói rằng họ thiếu quá nhiều tình nguyện viên để tổ chức sự kiện một cách an toàn. Nhưng Simon Gamet là giám đốc điều hành của Montreal Pride, sau đó cho biết họ đã không thuê được nhân viên an ninh theo yêu cầu. Họ cần đến khoảng 100 người bảo vệ nhưng hoặc chưa bao giờ được thuê hoặc là chưa bao giờ nhận được nhiệm vụ an ninh cho tuyến đường diễu hành. Thị trưởng Plan nói rằng nếu thành phố biết trước được sự thiếu hụt về nhân sự thì họ đã có thể nỗ lực hết sức để bảo đảm sự kiện có thể diễn ra. Tesla vận động hành lang chính phủ Ontario như một phần của nỗ lực thành lập cơ sở sản xuất ở Canada Tesla Inc. đang vận động chính phủ Ontario trong nỗ lực thiết lập một cơ sở sản xuất tiên tiến ở Canada theo một hồ sơ của nhà sản xuất xe điện cho văn phòng ủy ban liêm chính của tỉnh. Đơn vị Canada của công ty đang làm việc với chính phủ để xác định cơ hội cho các cơ sở công nghiệp cho phép cải cách. Hồ sơ sửa đổi từ ngày 18 tháng 7 cho biết. Tesla cũng như Văn phòng Bộ trưởng Phát triển Kinh tế, Tạo việc làm và Thương mại của Canada đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Canada đã cho biết vào tháng 5 rằng đã có các thảo luận rất tích cực với một số công ty để phát triển chuỗi cung ứng xe điện ở Canada. Tesla đã tăng cường sản xuất khi giám đốc điều hành ông Elon Musk vào tuần trước đã nói nửa đùa nửa thật với các cổ đông mà đã hét tên Canada rằng: "Chúng ta có rất nhiều người Canada ở đây, tôi mang một nửa dòng máu Canada và có lẽ tôi nên làm vậy." Ông cho biết công ty có thể công bố một nhà máy mới vào cuối năm nay và cuối cùng nó có thể có 10 đến 12 siêu nhà máy. Tesla hiện sản xuất xe từ hai nhà máy ở Hoa Kỳ và một nhà máy ở Đức và Trung Quốc. Nhà ngoại giao Sanigo bị cảnh sát Quebec bắt giữ vì nợ chủ nhà cũ hơn 45.000 đô la. Việc cảnh sát Quebec bắt giam và bị cáo buộc đánh đập một nhà ngoại giao người Sanigo vào tuần trước Xảy ra trong khi một nhân viên tòa án đang cố gắng tịch thu tài sản tại nơi ở của nhà ngoại giao sau phán quyết của tòa án cho cô ấy. Hội đồng cho thuê của Quebec vào tháng 6 đã yêu cầu cô Omo Kossum so trả cho một chủ nhà cũ hơn 45.000 đô la về thiệt hại đối với một ngôi nhà đã được trang bị nội thất, nơi mà cô ấy đã từng ở ngày 1 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020. Tòa án đã phát hiện ra rằng cô ấy đã gây ra ngập nước dẫn đến hư hại và buộc chủ sở hữu ngôi nhà là Michel Leme phải thay thế hầu hết đồ đạc của mình. Annie Lavadur, một thẩm phán hành chính, đã viết trong phán quyết của mình rằng những bức ảnh đã nói lên hết tất cả, đồ nội thất đầy dáng, những mảnh đồ đạc bị trầy xước và hư hỏng, một số đã bị mất tích, mọi thứ đều bẩn. Thẩm phán Lavadur đã phán trao trả cho ông Leme gần 13.500 đô la vì thiệt hại cấu trúc của ngôi nhà và 23.000 đô la để thay thế đồ nội thất. Thẩm phán hành chính đã dành cho ông Leme vài ngàn đô la cho những thiệt hại khác. Hồ sơ tòa án cho thấy khoản nợ chưa được trả và một đại diện của tòa án đã đến địa chỉ của nhà người ngoại giao Kowshamso ở Gatineau Quebec vào ngày 2 tháng 8 để thu giữ số tài sản liên quan đến khoản nợ. Nhà ngoại giao Kowshamso là cố vấn đầu tiên tại đại sứ quán Cộng hòa Senegal ở Ottawa theo cơ sở dữ liệu của chính phủ liên bang về các phái đoàn nước ngoài. Bộ Ngoại giao Senegal tuyên bố rằng nhà ngoại giao này đã phải nhập viện sau khi bị cảnh sát còng tay và đánh đập. Cơ quan giám sát cảnh sát độc lập của Quebec cho biết hôm thứ Hai rằng họ đã mở một cuộc điều tra về vụ việc. Cảnh sát Catino cho biết họ đã được gọi đến nhà của nhà ngoại giao để hỗ trợ một nhân viên tòa án. Họ đã bắt giữ một phụ nữ có tư cách ngoại giao sau khi cô này bị cáo buộc đánh vào mặt một sĩ quan cảnh sát đồng thời nói thêm rằng cô đã bị áp giải xuống đất sau khi bị cáo buộc cắn một sĩ quan khác. Xả súng tại công viên Trinity Bellwoods và phía tây Toronto một người tử vong. Cảnh sát cho biết một người đàn ông đã bị bắn tại công viên Trinity Bellwoods ở Toronto vào khoảng 11 giờ 40 sáng. Các nhân viên y tế đã đến nơi và thấy một người đàn ông có vết thương do súng bắn họ đã vận chuyển nạn nhân đến một trung tâm chấn thương trong tình trạng nghiêm trọng nhưng không đe dọa đến tính mạng. Cảnh sát đã xuất hiện dày đặc tại hiện trường khi họ nói chuyện với các nhân chứng. Chưa có vụ bắt giữ nào được thực hiện và vẫn chưa có tin tức nào về nghi phạm. Trong khi đó, một người đàn ông 27 tuổi đã chết sau một vụ xả súng ở phía tây bắc thành phố vào sáng thứ ba. Cảnh sát sau đó đã xác định nạn nhân là Kiedit Homet ở Toronto, Cảnh sát Toronto cho biết họ đã phản ứng với một vụ nổ súng ở khu vực đường Weston và đại lộ Lawrence West vào khoảng 3 giờ 30 sáng. Họ đến nơi và tìm thấy Mohammed và một nạn nhân khác đều bị vết thương do đạn bắn. Các nhân viên đã bắt đầu hô hấp nhân tạo cho Mohammed, nhưng anh ta đã chết tại hiện trường. Các nhân viên y tế cho biết nạn nhân thứ hai, một người đàn ông 37 tuổi đã được đưa đến trung tâm chấn thương trong tình trạng nghiêm trọng nhưng ổn định. Vụ nổ súng đã xảy ra gần một trường tiểu học trong khu vực một số người đã nhìn thấy khi đi bộ rời khỏi hiện trường, bất kỳ ai có thông tin đều được yêu cầu liên hệ với cảnh sát. Xe đầu kéo chở gà lật úp trên cao tốc QEW ở Oakville. Một chiếc xe đầu kéo bị lật đã gây đau đầu cho các tài xế trên tuyến đường QEW ở Oakville trong hành trình đi làm sáng thứ ba. Tất cả các làn đường đi về phía tây của đường cao tốc đã bị phong tỏa trong vài giờ sau khi một chiếc xe tải chở gà bị lật ngay sau 5 giờ sáng. Giao thông chỉ có thể nhích từng tí để đi qua khu vực này trong hầu hết cả buổi sáng. Các đội đã có mặt tại hiện trường để dỡ gà khỏi xe tải bằng tay và xếp các lồng nhựa trên đường cao tốc. Và đường cao tốc này đã có thể mở lại vào khoảng 10 giờ sáng. Không có thương tích nào được báo cáo và hiện vẫn chưa có thông tin về nguyên nhân của vụ việc. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Coach Channel và trên các nền tảng của tạp chí Coach Magazine. Để ủng hộ cho chương trình, kính mời quý vị đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo ngay kế bên để không bỏ lỡ những video mới khi chúng tôi phát hành. Và quý vị nhớ bấm nút like, chia sẻ phản hồi và chia sẻ share video để giúp phổ biến thông tin. Rất cảm ơn quý vị và các bạn. Tiếp theo trong bản tin mời quý vị theo dõi một số tin tức thế giới đáng chú ý sau đây. Moscow tăng cường tấn công ác liệt ở vùng Donbass, Nga cắt đứt các chuyến hàng chở dầu đến Trung Âu. Tiếp diễn trong vụ FBI khám xét bất động sản ở Florida của cựu tổng thống Trump để tìm hồ sơ mật. Tổng thống Biden ký luật củng cố ngành sản xuất chip cạnh tranh với Trung Quốc. Vương quốc Anh đưa ra cảnh báo nhiệt độ cực cao mới cho Anh và xứ Wales. Cuba đã kiểm soát được vụ cháy kho dầu tồi tệ nhất trong lịch sử Mỹ nói, quan hệ với cơ quan lập pháp Việt Nam là yếu tố then chốt. Trong khi kinh tế Việt Nam dự báo tăng trưởng 7,5% trong năm 2022. Tay vợt siêu sao Serena Williams sẽ giải nghệ sau khi kết thúc giải quần vợt Mỹ mở rộng. Một tiếp viên hàng không Mỹ bị gãy xương cột sống sau khi máy bay tiếp đất khó khăn. Cùng một số tin tức đáng chú ý khác sẽ có trong phần tin chi tiết ngay sau đây, mời quý vị tiếp tục theo dõi. Moscow tăng cường các cuộc tấn công ác liệt ở vùng Donbass. Các cuộc giao tranh ác liệt đã được báo cáo hôm thứ Ba tại thị trấn Tiên Tuyến, tại phía đông gần với thành phố Donetsk. Các quan chức Ukraine cho biết quân đội Nga đang phát động đợt tấn công để cố gắng giành quyền kiểm soát khu vực Donbass. Quân đội của Ukraine cho biết họ đã đẩy lùi các cuộc tấn công trên bộ theo hướng của các thành phố Bakhmut và Avtivkar và đã quét sạch các đơn vị trinh sát của Nga, bao gồm cả gần Bakhmut. Nga thì đưa ra một đánh giá khác. Nhà lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov tuyên bố lực lượng của ông đã chiếm được một nhà máy ở rìa phía đông của thị trấn Soledad. Các lực lượng khác như Nga hậu thuẫn cho biết họ đang trong quá trình xóa sổ một ngôi làng kiên cố có tên là piski Và truyền thông Nga cũng đưa tin một nhóm lính đánh thuê từ tập đoàn Wagner đã tiến sâu vào gần với thành phố Bakhmut. Hãng tin Reuters không thể xác minh lời tuyên bố của Ukraine hoặc là cả của Nga không có bên nào tiết lộ số người chết hoặc là bị thương, nhưng cả hai được cho là đã bị tổn thất nặng nề. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng của Mỹ về chính sách Colin Cole hôm thứ Hai cho biết, kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine, Nga đã nhận về từ 70.000 cho tới 80.000 thương vong. Những người đang trong số đó có thể là đã chết hoặc là bị thương. Tình báo quân sự Anh, cơ quan đang giúp đỡ cho Ukraine, nói rằng việc Nga tiến tới thành phố Bakhmut là một hoạt động thành công nhất của Nga ở Donbass trong 30 ngày qua, nhưng cho biết rằng họ vẫn chỉ tiến được khoảng 10 km. Các lực lượng Nga ở các khu vực khác đã không đạt được quá 3 km so với cùng thời điểm. Kiev cũng đang nhận được sự giúp đỡ của phương Tây về tình báo, đào tạo và hậu cần, và đồng thời hy vọng họ có thể phát động một cuộc phản công rộng lớn hơn ở miền nam Ukraine để đánh bật lực lượng của Moscow. nga cắt đứt các chuyến hàng chở dầu đến trung âu một số quốc gia tại châu âu phụ thuộc vào năng lượng của nga đã phải gánh chịu một tổn thất khác khi các chuyến hàng chở dầu thông qua một đường ống dẫn quan trọng đã bị ngừng nhà điều hành đường ống của nhà nước nga có tên là transneft cho biết họ đã tạm dừng các chuyến hàng qua nhánh phía nam của đường ống dẫn dầu truspa trải qua ukraine đến cộng hòa séc slovakia và hungary đoạn phía bắc của đường ống truspa chạy qua Belarus đến Ba Lan và Đức không bị ảnh hưởng. Nga cũng đã cắt giảm các chuyến hàng khí đốt tự nhiên đến châu Âu sau khi hầu hết các nước đã từ chối tuân thủ mệnh lệnh thời chiến của Tổng thống Nga, theo đó yêu cầu các nước phải thanh toán bằng đồng rút thay vì bằng đồng đô la Mỹ hoặc là euro. Phần Lan và Estonia cho rằng châu Âu nên chấm dứt thị thực du lịch đối với người Nga. Các nhà lãnh đạo của Estonia và Phần Lan đã bày tỏ mong muốn các nước đồng minh châu Âu hãy ngừng cấp thị thực du lịch cho công dân Nga và nói rằng họ không thể đi nghỉ ở châu Âu trong khi chính phủ Nga vẫn đang tiến hành cuộc chiến ở Ukraine. Thủ tướng Estonia là Kaja Kallas hôm thứ Ba đã viết trên Twitter rằng du lịch châu Âu là một đặc ân, không phải là một quyền con người và rằng đã đến lúc chấm dứt hoạt động du lịch từ Nga ngay bây giờ. Một ngày trước đó, thì Thủ tướng của Phần Lan là Sanna Marin cũng đã phát biểu trên đài truyền hình rằng việc Nga đang tiến hành một cuộc chiến tranh xâm lược tàn bạo khốc liệt ở châu Âu, trong khi người Nga vẫn có thể sống một cuộc sống bình thường, đi du lịch ở châu Âu và là khách du lịch là một điều không đúng đắn. Estonia và Phần Lan đều có biên giới với Nga và là thành viên của Liên minh châu Âu EU. Hai nước này đã cấm những chuyến bay từ Nga sau khi nước này xâm lược Ukraine. Tuy nhiên, người nghe vẫn có thể di chuyển bằng đường bộ đến hai quốc gia và sau đó có thể bắt những chuyến bay đến các địa điểm khác ở châu Âu. Thị thực du lịch của người Nga dự kiến sẽ được thảo luận tại một cuộc họp không chính thức của các ngoại trưởng thuộc nhóm EU vào ngày 31 tháng 8 phát ngôn viên của Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Ba cho biết, các đề xuất cấm người Nga đến EU thường tới từ các quốc gia mà Moscow đã cho là thù địch và nhiều quốc gia trong số đó đã có thái độ thù địch đã bị chìm trong quên lãng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra đề xuất cấm người Nga đi du lịch trong một cuộc phỏng vấn tới The Washington Post được công bố hôm thứ Ba. Ông nói, các biện pháp trừng phạt quan trọng nhất là đóng cửa biên giới đối với du khách Nga bởi vì người Nga đang đi cướp đất của người khác. Tổng thống Zelensky nói thêm rằng những hạn chế như vậy nên áp dụng cho tất cả người Nga, ngay cả những người đã rời bỏ đất nước và phản đối chiến tranh. Moscow đã gọi những nhận xét của Tổng thống Ukraine là cực kỳ tiêu cực. FBI khám xét bất động sản ở Florida của cựu Tổng thống Trump để tìm hồ sơ mật. FBI đã khám xét bất động sản mar lago của cựu tổng thống Donald Trump như một phần của cuộc điều tra về việc liệu ông có mang hồ sơ mật từ Nhà Trắng đến nơi cư trú ở Florida của mình hay không. Những người quen thuộc với vấn đề này cho biết, đây là một sự leo thang kịch tính và chưa từng có trong quá trình giám sát thực thi pháp luật của cựu tổng thống. Cựu tổng thống Trump tiết lộ việc khám xét trong một tuyên bố dài khẳng định rằng các đặc vụ đã mở một két sắt tại nhà của ông và mô tả công việc của họ là một cuộc đột kích không báo trước, mà ông ví là hành vi sai trái của cơ quan tố tụng. Ông Trump đã gặp gỡ vào tối thứ ba tại câu lạc bộ Bedminster, New Jersey của ông với các thành viên của Ủy ban Nghiên cứu Đảng Cộng Hòa, một nhóm do hạ nghị sĩ Jim Banks của Indiana đứng đầu, nói rằng họ cam kết đưa ra các ưu tiên của ông tại Quốc hội Bộ Tư pháp đã điều tra khả năng xử lý sai thông tin mật kể từ khi Cục Quản lý Lưu trữ và Hồ sơ Quốc gia cho biết. Họ đã nhận được từ mar a 15 hộp hồ sơ của Nhà Trắng, bao gồm các tài liệu chứa thông tin mật vào đầu năm nay. Cơ quan lưu trữ quốc gia cho biết, cựu Tổng thống Trump lẽ ra nên chuyển tài liệu đó khi rời nhiệm sở và họ đã yêu cầu Bộ Tư pháp điều tra. Một đại bồi thẩm đoàn riêng biệt đang điều tra các nỗ lực nhằm lật ngược kết quả của cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 và tất cả đều làm tăng thêm nguy cơ pháp lý tiềm ẩn cho cựu tổng thống Trump khi ông đặt nền tảng cho một cuộc tranh cử khác. Cựu tổng thống Trump và các đồng minh của ông đang coi cuộc tìm kiếm như một vũ khí hóa hệ thống tư pháp hình sự và một nỗ lực do đảng dân chủ thúc đẩy để ngăn ông giành được một nhiệm kỳ khác vào năm 2024, mặc dù chính quyền nhà trắng của tổng thống Biden cho biết họ không hề biết trước. FBI đã liên hệ với sở mật vụ ngay trước khi tống đạt lệnh truy nã. Một người thứ ba quen thuộc với vấn đề này đã nói với The Associated Press. Người này cho biết các nhân viên mật vụ đã liên hệ với Bộ Tư pháp và có thể xác thực lệnh này trước khi tạo điều kiện cho việc tiếp cận. Hai người quen thuộc với vấn đề này giấu tên để thảo luận về một cuộc điều tra đang diễn ra, cho biết cuộc khám xét vào hôm thứ Hai có liên quan đến cuộc điều tra hồ sơ. Các đặc vụ cũng đang tìm cách xem cựu Tổng thống Trump có thêm hồ sơ Tổng thống hay bất kỳ tài liệu mật nào tại khu dinh thự hay không. Hoa Kỳ phê duyệt phương pháp tiêm vaccine đậu mùa khỉ thay thế để tăng nguồn cung Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA hôm thứ Ba cho biết họ đã phê duyệt sử dụng khẩn cấp cho vaccine đậu mùa khỉ Genio của Bavarian Nordic Điều này sẽ tăng liều lượng có sẵn lên cấp 5 lần vì nó chỉ sử dụng một phần nhỏ liều lượng nhưng mang lại hiệu quả bảo vệ như nhau. Vaccine Genio đã được phê duyệt vào năm 2019 để phòng ngừa bệnh đậu mùa và đậu mùa khỉ ở người lớn có nguy cơ cao từ 18 tuổi trở lên. Theo sự chấp thuận ban đầu, Genio được tiêm trong da hoặc là tiêm dưới da với hai mũi tiêm. Cơ quan cho biết vẫn cần hai liều vaccine cách nhau 4 tuần với phương pháp tiêm trong da sự phê duyệt của FDA cũng cho phép những người dưới 18 tuổi được nhận vaccine bằng cách tiêm dưới da nếu họ được xác định là có nguy cơ cao bị nhiễm bệnh đầu mùa khỉ. FDA vẫn tiếp tục áp dụng phương pháp này cho trẻ em vì nó dễ thực hiện hơn và không có nhiều dữ liệu có sẵn. Cho đến nay, 80 quốc gia nơi virus này không thường lưu hành đã báo cáo tổng số 26.500 trường hợp mắc bệnh đầu mùa khỉ theo một thống kê của Reuters. Đã có 8.900 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ được báo cáo tại Mỹ kể từ khi trường hợp đầu tiên được ghi nhận vào ngày 18 tháng 5. Chính quyền Tổng thống Biden đã đặt hàng hơn 1,1 triệu liều vaccine và đã vận chuyển hơn 620.000 liều. Trong khi đó, thì tờ Financial Times đưa tin Anh Quốc sẽ hết vaccine đậu mùa trong khoảng 2-3 tuần nữa vì nước này chỉ còn hơn 8.300 liều vaccine. Tổng thống Joe Biden ký luật củng cố ngành sản xuất chip cạnh tranh với Trung Quốc. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 9 tháng 8 đã ký thông qua đạo luật cấp 52,7 tỷ đô la trợ cấp cho việc sản xuất và nghiên cứu hàng bán dẫn, semiconductors của Mỹ, đồng thời thúc đẩy các nỗ lực giúp Mỹ cạnh tranh tốt hơn trước các nỗ lực phát triển khoa học và công nghệ của Trung Quốc. Nhà Trắng đang đề cao các khoản đầu tư mà các công ty chip đang tiến hành mặc dù vẫn chưa rõ khi nào Bộ Thương mại sẽ soạn các quy định cụ thể về việc xét duyệt cấp tiền tài trợ và sẽ mất bao lâu để bảo lãnh các dự án. Các giám đốc điều hành của Micron, Intel, Lockheed Martin và Advanced Micro Devices đã dự lễ ký của ông Biden. Cùng với các quan chức chính phủ, lãnh đạo ngành xe hơi và công đoàn, bao gồm ông Ray Curry, chủ tịch United Auto Workers, Nhà Trắng cho biết, cũng có mặt trong lễ ký kết là thống đốc của các bang Pennsylvania và Illinois, thị trưởng các thành phố Detroit, Cleveland và Salt Lake City và các nhà lập pháp. Nhà Trắng cho biết việc thông qua dự luật sẽ đẩy mạnh đầu tư vào công nghiệp chip. Họ lưu ý rằng hãng Qualcomm hôm 8 tháng 8 đã đồng ý mua thêm chip bán dẫn, trị giá 4,2 tỷ đô la từ nhà máy ở New York của Global Foundries, nâng tổng mức cam kết mua hàng lên 7,4 tỷ đô la cho đến năm 2028. Nhà Trắng cũng cho biết hãng Micron đang công bố khoản đầu tư 40 tỷ đô la để sản xuất chip bộ nhớ, vốn sẽ thúc đẩy thị phần của Mỹ từ 2 lên 10%. Luật này nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt chip dai dẳng vốn ảnh hưởng đến mọi thứ, từ xe hơi, vũ khí, máy giặt cho đến trò chơi điện tử. Hàng ngàn xe hơi và xe tải vẫn đậu ở Đông Nam Michigan để chờ được gắn chip. Là cú đột kích lớn hiếm hoi vào chính sách công nghiệp của Mỹ Đạo luật cũng bao gồm khoản hoàn thuế đầu tư 25% cho các nhà máy sản xuất chip, ước tính trị giá 24 tỷ đô la. Đạo luật cấp 200 tỷ đô la trong 10 năm để thúc đẩy nghiên cứu khoa học của Mỹ nhằm cạnh tranh tốt hơn với Trung Quốc. Quốc hội cần phải thông qua các dự luật phân bổ ngân sách riêng biệt để tài trợ các khoản đầu tư này. Trung Quốc đã vận động hành lang chống lại dự luật này. Đại sứ quán Trung Quốc ở Washington cho biết Trung Quốc kiên quyết phản đối cho rằng nó gợi nhớ đến tâm lý chiến tranh lạnh. Nhiều nhà lập pháp Mỹ cho biết, thông thường họ sẽ không ủng hộ việc trợ cấp quá lớn cho các doanh nghiệp tư nhân. Nhưng lưu ý rằng, Trung Quốc và Liên hiệp châu Âu đã tung ra các ưu đãi hàng tỷ đô la cho các công ty chip của các nước đó. Họ cũng viện dẫn những rủi ro an ninh quốc gia và các vấn đề lớn về chuỗi cung ứng toàn cầu, vốn gây trở ngại cho việc sản xuất trên toàn cầu. Phương quốc Anh đưa ra cảnh báo nhiệt độ cực cao mới cho Anh và xứ Wales. Cơ quan thời tiết của Anh hôm thứ Ba đã đưa ra cảnh báo cực nóng màu hổ phách cho các khu vực của Anh và xứ Wales không có thời gian nghỉ ngơi vì điều kiện khô nóng gây ra hỏa hoạn, phá vỡ kỷ lục nhiệt độ và làm căng thẳng các cơ sở hạ tầng của quốc gia. Văn phòng MED ở Anh cho biết, cảnh báo màu hổ phách là mức độ nghiêm trọng thứ hai sau màu đỏ sẽ được áp dụng từ thứ năm cho tới hết ngày Chủ nhật và có nghĩa là những người dễ bị tổn thương bởi nhiệt độ quá cao có thể phải đối mặt với những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Nhiệt độ dự kiến đạt tới đỉnh ở 35 độ C vào ngày thứ Sáu và có thể đạt tới 36 độ C ở một số nơi vào ngày thứ Bảy. Cảnh báo này diễn ra sau 7 tháng khô hạn nhất đối với nước Anh kể từ năm 1935 khi mà nhiệt độ lần đầu tiên tăng trên 40 độ C tạo ra một tâm điểm mới về tác động của biến đổi khí hậu. Các quốc gia ở châu Âu khác cũng phải đối mặt với đợt nắng nóng gay gắt trong những tuần gần đây với nhiệt độ thường xuyên vượt qua 40 độ C. Nước Anh vốn ít quen với nhiệt độ cao như vậy cũng đang phải chào đạo để đối phó. Đợt nắng nóng hồi tháng 7 đã gây ra mất điện, đường băng sân bay bị hư hại, đường ray bị vên và bốc cháy hàng chục ngọn lửa ở London, khiến cho đội cứu hỏa phải đối mặt với những tuần bận rộn nhất kể từ Thế chiến thứ hai. Công ty nước lớn nhất của Anh có tên là Thames Water, phục vụ 15 triệu khách hàng trên khắp London và vùng đông nam của nước Anh hôm thứ Ba cho biết họ có kế hoạch công bố các hạn chế sử dụng tạm thời trong những tuần tới do nhiệt độ nóng trong tuần này và dự báo thời tiết khô hạn trong thời gian dài. Một số công ty nước khác đã áp dụng những hạn chế và các siêu thị đã hạn chế bán các loại đồ nướng dùng một lần mà lực lượng cứu hạ cảnh báo có thể đốt trái cỏ khô. Ngoài ra, dịch vụ cấp cứu cũng đã nhận được hàng trăm cuộc gọi từ các bệnh nhân khó thở, chóng mặt và ngất xỉu. Cuba đã kiểm soát được vụ cháy kho dầu tồi tệ nhất trong lịch sử. Hôm thứ Ba, các nhân viên cứu hỏa Cuba cuối cùng cũng đã vượt qua một trận hỏa hoạn tồi tệ nhất trong lịch sử của nước này, khi trong năm ngày qua, nó đã phá hủy 40% cơ sở dự trữ nhiên liệu chính của hòn đảo Caribe và gây ra mất điện hàng loạt. Sét đã đánh vào một bể chứa nhiên liệu vào tối ngày thứ sáu và ngọn lửa đã lan sang bể chứa thứ hai vào ngày chủ nhật và nhấn chìm khu vực bốn bể chứa khác vào ngày kế tiếp kèm theo những vụ nổ lớn mặc dù lực lượng cứu hỏa địa phương cộng với sự hỗ trợ của hơn 100 quân tiếp viện đến từ Mexico và Venezuela. Hôm thứ Ba, nhiều máy bay trực thăng đã tham gia nỗ lực dập lửa, với hai tàu cứu hỏa do Mexico gửi cùng với các thiết bị chữa cháy hạng nặng. Các quan chức của Cuba chưa cho biết có bao nhiêu nhiên liệu đã bị mất trong vụ hỏa hoạn khi đã thiêu rụi bốn bể chứa. Tuy nhiên, các nhà chức trách tuyên bố rằng không có dầu nào làm ô nhiễm vịnh Matanzas gần đó. Tuy nhiên, họ vẫn cảnh báo với những người dân ở xa như ở Havana nên đeo khẩu trang và tránh mưa axit trước đám khói lớn do đám cháy tạo ra. Một lính cứu hỏa đã chết và 14 người mất tích vào ngày thứ Bảy khi bể chứa thứ hai phát nổ các nhà chức trách hôm thứ Ba cho biết điều chỉnh con số trước đó là 16 người mất tích, 5 người khác vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Mỹ nói mối quan hệ với cơ quan lập pháp Việt Nam là yếu tố then chốt. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Napper mới lên tiếng nói rằng mối ban giao giữa cơ quan lập pháp là một yếu tố then chốt trong quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam và sẽ càng đóng vai trò quan trọng hơn trong tương lai. Theo trang Facebook của Đại sứ quán Mỹ hôm 6 tháng 8, ông Napper cũng đã chia sẻ với chủ nhiệm của Ủy ban đối ngoại quốc hội Vũ Khải Hà về việc Đại sứ quán Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ tổ chức thêm nhiều chuyến thăm của các nghị sĩ Hoa Kỳ đến Việt Nam trong năm tới. Đây là minh chứng cho tình hữu nghị và cam kết của người dân Hoa Kỳ và những người đại diện của người dân Hoa Kỳ đối với Việt Nam, ông Napper nói, theo cơ quan ngoại giao của Hoa Kỳ. Trong một diễn biến liên quan, theo cổng thông tin của Quốc hội Việt Nam, thì một đoàn đại biểu của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội do ông Lê Tấn Tới, chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm trưởng đoàn, đã thăm và làm việc tại Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc vào cuối tháng trước. Theo trang tin này, tại các buổi gặp, ông Tới nói rằng chuyến thăm Hoa Kỳ đầu tiên của đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam sau đại dịch COVID-19 nhằm mục đích tiếp tục củng cố và đưa quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước phát triển đi vào chiều sâu thực chất và đồng thời thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các cơ quan của quốc hội hai nước hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng an ninh ngày càng hiệu quả ông tới cũng được dẫn lời khẳng định việt nam luôn coi hoa kỳ là đối tác quan trọng hàng đầu đánh giá cao hoa kỳ đã nhất quán ủng hộ việt nam mạnh độc lập và thịnh vượng ngoài ra theo cổng thông tin của quốc hội việt nam ông tới nói thêm rằng Việt Nam luôn mong muốn phát triển quan hệ đối tác toàn diện với Hoa Kỳ ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu, ổn định, lâu dài trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau và từng bước nâng cao quan hệ hai nước khi điều kiện phù hợp. Kinh tế Việt Nam dự báo tăng trưởng 7,5% trong năm 2022. Ngân hàng Thế giới World Bank hôm 8 tháng 8 nói rằng Tăng trưởng GDP, tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam được dự báo tăng mạnh từ 2,6% trong năm 2021 lên 7,5% trong năm 2022 và lạm phát được dự báo tăng trung bình 3,8% năm nay. Báo cáo cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam của World Bank nhận định rằng, con số tăng trưởng trên nhờ vào việc phục hồi kinh tế của Việt Nam tăng tốc trong 6 tháng qua, nhờ khu vực chế tạo chế biến đứng vững và các ngành dịch vụ phục hồi mạnh mẽ. Theo World Bank, kinh tế Việt Nam tăng trưởng 5,2% trong quý 4 năm 2021, 5,1% trong quý 1 2022 và 7,7% trong quý 2 2022, khi người tiêu dùng thỏa mãn những nhu cầu dùng nén trước đó và số lượng du khách quốc tế gia tăng. Tuy nhiên, theo tổ chức tài chính này, triển vọng tích cực trên vẫn phụ thuộc vào những rủi ro đang gia tăng, đe dọa đến viễn cảnh phục hồi, như là tăng trưởng chậm lại hoặc là lạm phát đình đốn diễn ra ở những thị trường xuất khẩu chủ lực, cú sốc giá cả hàng hóa thế giới tiếp tục diễn ra, các chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục bị gián đoạn hoặc là các biến chủng Covid-19 mới tiếp tục xuất hiện. Ngoài ra thì theo World Bank còn có những thách thức trong nước bao gồm thiếu hụt lao động, rủi ro lạm phát gia tăng và rủi ro cao hơn trong khu vực tài chính. Bà Caroline Turk là giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam được dẫn lời nói trong báo cáo rằng để duy trì tăng trưởng kinh tế với tốc độ mong muốn, Việt Nam cần tăng năng suất ở mức 2 3% mỗi năm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, tăng năng suất lao động chỉ có thể đạt được bằng cách đầu tư cho hệ thống giáo dục là một phần quan trọng của gói các đầu tư và cải cách cần thiết. Lực lượng lao động có năng lực cạnh tranh sẽ đem lại hiệu suất là yếu tố Việt Nam rất cần trong dài hạn, bà Thớt nói theo World Bank. Tổ chức tài chính quốc tế cũng khuyến nghị các cấp có thẩm quyền cần chủ động ứng phó trong bối cảnh quá trình phục hồi trong nước mới chỉ bắt đầu. Triển vọng về nhu cầu trên toàn cầu đang yếu đi, rủi ro lạm phát gia tăng. Liên quan đến chính sách tài khoá, World Bank cho rằng trọng tâm nên nhằm vào tập trung triển khai gói chính sách hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế, đồng thời mở rộng mạng lưới an sinh xã hội có mục tiêu nhằm giúp người nghèo và những người dễ tổn thương chống đỡ tác động của cú sốc giá nhiên liệu cũng như là lạm phát gia tăng. Còn trong khu vực tài chính, khuyến nghị đề ra là theo dõi chặt chẽ và tăng cường công tác báo cáo và dự phòng nợ xấu, đồng thời ban hành cơ chế xử lý tình trạng mất khả năng trả nợ. Theo World Bank, nếu rủi ro lạm phát gia tăng trở thành hiện thực, khi lạm phát cơ bản tăng tốt và chỉ số giá tiêu dùng vượt quá mục tiêu là 4% do chính phủ đặt ra, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nên sẵn sàng chuyển sang thắt chặt tiền tệ nhằm kiềm chế áp lực lạm phát bằng cách tăng lãi suất và thắt chặt cung tiền. Nền tảng Twitter khắc phục lỗi ngừng hoạt động sau khi hàng ngàn người báo cáo họ không thể truy cập. Hôm thứ Ba, Twitter cho biết họ đã khắc phục được lỗi hệ thống sau khi hàng ngàn người dùng báo cáo rằng họ đã gặp trục trặc khi truy cập vào nền tảng này. Theo DowDetector.com, một trang web theo dõi tình trạng ngừng hoạt động bằng cách đối chiếu các báo cáo trạng thái từ một số nguồn, bao gồm cả lỗi do người dùng gửi trên nền tảng của nó, cho biết có hơn 27.000 người dùng đã báo cáo sự ngừng hoạt động của Twitter. Thời gian ngừng hoạt động đã bắt đầu vào lúc 1 giờ 50 tối, giờ Eastern và con số kỷ lục được báo cáo là 35.000 trường hợp. Đây là lần ngừng hoạt động thứ hai của Twitter trong nhiều tháng gần đây. Tháng trước thì người dùng Twitter đã phải đối mặt với lỗi ngừng hoạt động gần 3 giờ trong tháng 7. Công ty có trụ sở tại San Francisco này cho biết Họ đã gặp một số vấn đề với hệ thống nội bộ của mình, ảnh hưởng đến nhiều người trên toàn cầu. Twitter cũng đã phải trải qua một đợt ngừng hoạt động trên diện rộng khác vào tháng 2 mà nguyên nhân là do trục trặc phần mềm. Công ty truyền thông xã hội hiện đang có một cuộc tranh cãi pháp lý với ông chủ Tesla là Elon Musk về thương vụ mua lại trị giá 44 tỷ đô la Mỹ của ông. WhatsApp thì ra mắt cập nhật mới về quyền riêng tư. Tắt chế độ hoạt động, không cho phép chụp ảnh màn hình tin nhắn. WhatsApp đã công bố một số cập nhật mới về quyền riêng tư vào thứ ba, bao gồm khả năng cho phép người dùng kiểm tra tin nhắn của họ mà người khác không hề hay biết. Nền tảng này sẽ sớm cho phép mọi người kiểm soát những ai có thể xem họ trực tuyến, ngăn người khác chụp ảnh màn hình của một số tin nhắn và rời khỏi nhóm mà không cần thông báo cho toàn bộ kênh. WhatsApp hiện có hơn 2 tỷ người dùng trên toàn cầu và thuộc sở hữu của Meta là công ty mẹ của Facebook thông báo về những thay đổi trên Facebook và Instagram giám đốc điều hành Mark Zuckerberg cho biết công ty sẽ tiếp tục xây dựng các cách mới để bảo vệ tin nhắn của bạn giữ cho chúng ở trạng thái riêng tư và an toàn như các cuộc trò chuyện trực tiếp WhatsApp từ lâu đã quảng cáo việc sử dụng mã hóa end-to-end -end, có nghĩa là chỉ người gửi và người nhận tin nhắn mới có thể xem nội dung của nó và giống như các nền tảng nhắn tin riêng tư khác nó đã cho phép người dùng gửi các tin nhắn biến mất sau một khoảng thời gian nhất định giờ đây thì hai trong số các tính năng mới đang được giới thiệu trên whatsapp cho phép bạn chọn ai có thể xem khi bạn đang hoạt động và im lặng rời khỏi nhóm sẽ bắt đầu triển khai cho tất cả người dùng whatsapp trong tháng này whatsapp cho biết công cụ chặn ảnh chụp màn hình sẽ được cung cấp trên các tin nhắn chỉ được xem một lần vẫn đang được thử nghiệm và sẽ được cung cấp sau đó. Serena Williams sẽ giải nghệ sau khi kết thúc giải quân vật Mỹ mở rộng. Tai vật nữ chuyên nghiệp người Mỹ Serena Williams hôm thứ Ba cho biết, cô đã rời xa quần vật và dự định sẽ tư giả môn thể thao mà cô đã thống trị với 23 danh hiệu Grand Slam sau giải Mỹ mở rộng US Open bắt đầu vào cuối tháng này. Hôm thứ Hai, Williams đã chơi một trận đơn nữ thứ hai kể từ khi cô trở lại thi đấu tại Wimbledon vào tháng 6 sau một năm vắng bóng đánh bại Nuria Parisas Diaz của Tây Ban Nha để lọt vào vòng 2 Toronto Open. Nhưng sau trận đấu, tay vợt 40 tuổi chia sẻ rằng cô đã có thể nhìn thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm trong sự nghiệp quần vợt của mình. Trong một bài báo trên Vogue, William viết: Một vài năm trước, tôi đã lặng lẽ thành lập Serena Ventures là một công ty đầu tư mạo hiểm. Ngay sau đó thì tôi đã lập gia đình và tôi muốn phát triển gia đình đó. Và Williams cũng chia sẻ rằng cô cũng có một danh mục đầu tư kinh doanh rộng lớn để duy trì. Sau đó thì cô cho hay trong một bài đăng trên Instagram rằng đã đến lúc phải đi theo một hướng khác. Tai vật nữ người Mỹ đã giành được Grand Slam cuối cùng của cô vào năm 2017 và đang theo đuổi danh hiệu thứ 24 khó nắm bắt sẽ đưa cô ngang bằng với thành tích của cựu vận động viên quần vợt chuyên nghiệp Margaret Court, người Úc, người đang nắm giữ kỷ lục này. Một tiếp viên hàng không bị bị gãy xương cột sống sau khi máy bay tiếp đất khó khăn. Một tiếp viên của hãng hàng không Southwest Airlines đã bị gãy xương cột sống sau khi máy bay đã hạ cánh đặc biệt khó khăn trên đường băng ở California vào tháng trước. Ủy ban an toàn giao thông vận tải quốc gia NTSB cho biết việc hạ cánh xuống sân bay John Wayne ở Santa Ana vào ngày 1 tháng 7 không khiến cho ai trong số 141 hành khách khác bị thương. Nhưng nữ tiếp viên hàng không đã bị gãy xương nén đốt sống ở lưng trên và chạy dọc xuống cột sống. NTSB cũng cho biết rằng việc hạ cánh của máy bay đã khó khăn đến mức nhân viên cũng nghĩ rằng máy bay đã bị rơi một cuộc điều tra về vụ hạ cánh đã lên tới đỉnh điểm vào ngày thứ sáu tuần trước, với bạn giám đốc báo cáo rằng các phi công, bao gồm cơ trưởng 55 tuổi và cơ phó là 49 tuổi, đã nhắm tới khu vực chạm đất bình thường trên đường băng tương đối ngắn. Trong khi không nói điều gì đã gây ra cú hạ cánh khó khăn như vậy, họ xác nhận rằng nữ tiếp viên đã ngồi trên ghế phóng thoát hiểm ở chiếc Boeing 737-700 18 tuổi ở phía sau của chiếc máy bay khi mà hạ cánh xảy ra. Nội tiếp viên này ngay sau đó đã cảm thấy đau lưng, đau cổ và không thể cử động. Đường băng mà máy bay hạ cánh chỉ dài 1.700 mét. Để so sánh, thì các đường băng sân bay quốc tế Los Angeles gần đó nằm trong khoảng từ 2.700 mét cho tới gần 3.900 mét. Theo Douglas Morningstar, đây là một chấn thương hiếm khi xảy ra trên một chiếc máy bay thương mại. Tờ báo này cho biết chỉ có hai báo cáo thương tích nghiêm trọng ở Mỹ vào năm 2020 và hầu hết các trường hợp thương tích trên máy bay xảy ra khi nhân viên và hành khách đang đi lại trong máy bay, thường là trong thời gian hỗn loạn bất ngờ. Và sau đây là cập nhật nhanh về tỷ giá đồng đô Canada. Mở phiên giao dịch vào sáng nay, một Canada bằng 0,7764 đô la Mỹ và bằng 0,7594 đồng euro một Canada thì bằng 18.071 đồng Việt Nam, trong khi đó một đô la Mỹ bằng 23.298 đồng Việt Nam. Giá dầu thô WTI là 90,44 đô la Mỹ một thùng, còn giá dầu thô Brent là 96,35 đô la Mỹ một thùng. Giá vàng là 1.791,98 đô la Mỹ một ounce. Và phần tỷ giá cũng đã kết thúc bản tin trưa ngày 10 tháng 8 hôm nay. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kênh Culture Channel có video tin tức cập nhật hàng ngày và cũng có các video về văn hóa đời sống, cũng như là tư vấn di dân di trú thì được cập nhật bên kênh mới của Culture, đó là kênh Coming to Canada. Kính mời quý vị đón theo dõi. Xin kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và an lành. Hoàng Anh, Tuấn Liêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.